Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG ạ. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê rồi. Thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở trong ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy ạ? Tính em tính nó hơi trầm tính nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có mà khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó. Đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? À, mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi, được rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi rưỡi ra vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi ha. Em quen cũng khá là trẻ, đến 20... chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cấp lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Ừ. Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi chứ. Do em tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc chăm sóc, mà chỉ vô tâm quá thì con gái ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì ca, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Còn cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Dạ. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con gái hút thuốc. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được để con gái hút thuốc. Em không có hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào?
Dạ em thích người cao ráo một tí, rắn rỏi với da có thịt, trầm tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt là biết lãng mạn rồi. Ít nói, ít nói với người khác, nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Chà, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói gì khó, nhưng vô tâm đã khó. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít giờ nói thôi. Thích gì? Họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí. Ăn mặc thì sạch sẽ, gọn gàng. Chứ cũng đừng có bịa đà chảy chuốt quá. Mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít á. Đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích là con đi. Thích con gì đi? Thích con mèo. Không, em bị dị ứng với con mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên đây không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. À, chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật, có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật, nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta vẫn thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ em không ghét đâu. Dạ. Không có ghét. À bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích. Thích gì? Là thích con gà, là thích con gà, là thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng nó thích con gà là thích ăn thịt gà ấy nha. Không, tại ngày xưa em cũng mê chơi gà, nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó, nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu. Thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Trên núi à? Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có... Em nghĩ quyết định đó là đúng thôi. Dạ. Coi như là mình rất là kiên quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ, đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc nữa. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì, chắc tháng em xuống được hai lần. Tháng xuống còn hai nếu lần. Mà tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống một lần có thể gặp được. Vậy cũng được, tuần một tháng được hai lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới rồi em. Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng con mua được nhà. Rồi rồi vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh lãng mạn ha. Mua nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu, em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok, hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, xin cảm ơn ạ. Chào đi thứ hai. Dạ,
em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong cái cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ cuộc meeting này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn ạ. Em chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị... Mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em thiệt chứ cool lắm. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại em cảm ơn mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn với bó hoa để em về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Như em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng, sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi. Chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống Nguyễn Minh Huế, Vĩ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ. Muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì. Cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ, có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào. Nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn ạ. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút. Nhưng không phải em chê gì anh hết. Nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Và em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai. Và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha.